Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ update cho các bạn cái dự án con Zeta Chan. Đây là một cái dự án testnet mà hôm trước mình đã hướng dẫn với các bạn trên kênh. Đây, hôm trước mình hướng dẫn các bạn trên kênh này nhé. Thì hôm trước mình hướng dẫn với các bạn là mới là các bạn săn rau chip cũng như là chúng ta swap một hai lệnh ở trên cái website của nó thôi. Thì hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn để là kiếm OAT và chúng ta check cái phần đây, GUI ở trên Discord nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái website mà chúng ta đã làm hôm trước. Đây. Chúng ta vào website hôm trước chúng ta đã làm nè. Chúng ta connect đến ví MetaMask của mình. Rồi, đang có cái gì đây? 209.000. Ủa, khá là nhiều bạn làm nhé. Ở đây thì chúng ta thấy là mỗi ngày chúng ta sẽ swap hai lệnh và chúng ta sẽ mỗi lệnh chúng ta sẽ nhận được khoảng 1.000 ZP. Cái ZP này như kiểu là xếp hạng, mai sau này sẽ chia sẻ coin rồi đấy, Zeta rồi đấy nhé. Thì chúng ta kiếm được càng nhiều ZP càng tốt. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn swap rồi. Thì hôm nay thì hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể vào lấy OAT, OAT đúng không? Đây. Chúng ta vào đây để kiếm OAT nhé. Chúng ta swap Polygon Matic nha. Kiếm OAT thì là mạng chính nhá. Mạng này cần phải có một ít không biết là chúng ta join chưa? Join rồi. Cái này thì chúng ta sẽ phải swap nè. Đấy. Ok, để mình hướng dẫn cho các bạn hôm nay này. Chúng ta vào đây, nó có một cái mission ở đây, Zeta OAT. Ở đây có khá là nhiều này. Ở đây thì mình có một cái là chúng ta cần claim được rồi này. Đấy thì chúng ta ấn claim thôi. Tại vì là khi chúng ta đăng ký này, swap một lệnh là chúng ta nhận được cái này. Còn cái này thì chúng ta phải swap tiếp nhé. Đấy, cái này thì chúng ta swap tiếp này. Cái này là chưa được phải không? Đây, chúng ta còn thiếu một cái Zeta swap user này. Omichan. Thì chúng ta sẽ làm một cái lệnh nữa để chúng ta nhận được con OAT này nhé. Và đây thì chúng ta sẽ chọn vào mạng Polygon Matic này. Chúng ta chọn token này. Ví dụ ở đây là Zeta. Mà mình chưa có Zeta phải không? Thì chúng ta sẽ phải chọn một cái mạng khác mà có coin. Ví dụ chúng ta chọn Gori đi. Chúng ta chọn GETH này. Ở dưới thì chúng ta sẽ chọn Mobile này. Chúng ta chọn là Zeta. Tức là chúng ta sẽ chuyển từ ETH sang Zeta trước nhé. Ví dụ ở đây thì chúng ta chuyển một đi. Đấy, chúng ta ấn Switch Swap. Review Order Swap. Chúng ta chuyển ETH sang Zeta trước nha, sau đấy thì chúng ta mới làm một cái lệnh. Tức là lệnh này ấy, là cái lệnh vẫn chưa có ấy đâu nhé mọi người nhé. Lệnh này là vẫn chưa có được ở bên này đâu. Đấy, chưa phải lệnh ở bên này đâu. Tức là chúng ta chưa có Zeta, vì thế chúng ta phải chuyển Zeta sang mạng gì nhỉ? Polygon nhé. Chúng ta chuyển Polygon. Tại vì nó yêu cầu chúng ta là chuyển một cái lệnh từ Polygon. Chuyển Zeta từ Polygon sang 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 gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Thôi thì nữa làm cho mọi người luôn. Sang BSC Testnet. Đúng rồi. Lệnh thì còn khá là lâu đấy nhá mọi người nhá. Lệnh thì lâu lắm đấy. Đấy, như thế này là được 1.000 point này. Đây nó sẽ cộng point ở đây. Tức là mỗi ngày các bạn sẽ nhận được hai lệnh. Nó cho trade có hai lệnh thôi mọi người nhé, chứ không nó không cho nhiều. Tức là hôm nào các bạn vào các bạn cũng có thể trade được nhé. Đấy, trade cứ một hai lệnh một ngày. Một ngày các bạn cứ trade hai lệnh sẽ được 2.000 ZP. Các bạn kiếm được càng nhiều ZP càng tốt. Đây Little Brown này, ví dụ ở đây các bạn kiếm được càng nhiều ZP, mình được thêm 1.000 mà mình đã vươn lên hạng 90.000 đấy này. Lúc nãy của mình là hạng là 209 hay sao. Mà bây giờ hơn được 1.000 mà hơn một nửa rồi. Bây giờ mà được 1.000 nữa là xuống còn 40.
À, hôm qua bữa vừa mới trên Select có một ấy nè. Các bạn invent fan để lấy thêm point nhé. Bạn top đầu này đang thì là có 21 triệu. Ui rồi. 21 triệu đuổi làm sao cho kịp. Ok, chờ mình ít nhá. Tại vì là cái lệnh bên này nó chưa có ok này. Các bạn phải swap xong cái lệnh này thì nó mới hiện một cái lệnh nữa để cho các bạn swap cơ. Ở bên này thì chúng ta connect đến Polygon cho mình nhé. Các bạn cần có một ít phí Polygon để tí nữa chúng ta claim OAT. Ở đây các bạn thấy nó đã xong rồi này. Chúng ta ấn swap thôi. Đấy, cái lệnh của mình đây, xong này. Đấy, chúng ta chuyển từ ETH sang ZTA nhé. Sau đấy thì chúng ta lại chuyển từ từ đây. Chúng ta chọn Polygon Mobile này. Chọn cho mình là ZTA này. Ở dưới thì các bạn chọn cho mình BSC Testnet này. Chọn cho mình là USDT này. Đấy, chúng ta chuyển ở đây là 10 đi. 10 ZTA. Để chúng ta sẽ nhận được cho 20 đi. Rồi. Switch Mobile này. Mình mà chưa có mạng mobile testnet thì nó sẽ add luôn cho mình nhé. Chứ chúng ta không cần phải add thủ công nữa. Đấy, mỗi ngày các bạn được hai lệnh 2.000. Ở bên này thì các bạn được một cái con này rồi nhá. Để mình xem là đây nó sẽ có vài con đấy mọi người ạ. Đây này. Các bạn lưu lại cái này nhá. Mai sau để đến thời gian claim để chúng ta vào claim. Chúng ta ấn vào nút sao này để đánh dấu thẻ này, lưu lại thẻ. Ở đây các bạn thấy là hai cái này thì mình đã claim xong rồi nhá. Còn những cái này nó Uber này, tức là khi chúng ta trade mấy cái lệnh kia là mấy cái này Uber hết nhé. Đấy. Nhưng mà nó chưa có thời gian để claim đây này. Ở đây thì nó bảo là not starter, tức là nó chưa có chạy nhé các bạn nhé. À, từ ngày mùng 1 này, đấy, mùng 1 nhé, mọi người vào này, con này mùng 1 này, mùng 1 tháng 11, thử xem con này là ngày bao nhiêu, mùng 1 tháng 11, cũng mùng 1 tháng 11, đấy, các bạn xem giờ vào nhé, mấy con dưới này xem nào, cũng mùng 1 tháng 11, 12 giờ, GMT cộng 7, 12 giờ tức là 7 giờ, tối. Đấy, 12 giờ GMT cộng 7, mọi người nhớ nhé. 12 giờ thì mình sẽ phải cộng 7, nữa là 7 giờ tối. Đấy, chúng ta vào claim nhé. Cái này thì mình đã có rồi, khi chỉ cần nó chạy phát là chúng ta claim thôi. Ngày bao nhiêu? Mùng 1 mà, còn tuần nữa, hơn tuần nữa. Nhưng mọi người chú ý nhá, lúc nào mà nó đến thời gian thì các bạn cứ vào thôi. Đây các bạn swap đi. Lúc này nó chỉ mới là review thôi nhá. Còn bây giờ mới là swap thực sự này. Đấy, các bạn xong một cái lệnh nữa đây nữa là xong nhá. Đấy, coi như là chúng ta đã update này. Chúng ta trade hai lệnh ở trong cái nền tảng của nó một ngày là chúng ta sẽ nhận được 2.000 ZP. Tiếp theo nữa là chúng ta vào claim thêm là con OAT ở trên Gaia Galaxy đấy. Tiếp theo nữa chúng ta truy cập vào GUI này. Ở đây thì chúng ta sẽ phải connect đến ví nhé. Đây. Đấy, chúng ta connect vào claim này, access này. Chúng ta connect đến lại discount.